Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Các bác, các quý chị, video cập nhật và chia sẻ về cuộc về ngày đóng giờ Song Long và Tú Linh để chuẩn bị mừng ngày đại lễ Diêu Trì Kim Mẫu tại tòa thánh Linh Linh đến đây xin tạm kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bác và quý chị đã nhấn chút thời gian vào xem. Xin hẹn gặp lại các bác và quý chị vào video tiếp theo. Xin tạm biệt cả nhà.